Man City hay là Inter đêm nay. Đội hình của Man City giờ nó có khi nó còn phải giã cho cả cái châu Âu mà nằm xuống ấy nhỉ. Sao hôm qua anh nói đặt cáp? Ơ kìa, tôi pin comment rồi thế, quên mất. Lúc mà đặt cáp quên mất, đang hào hứng lên ngồi với anh em đêm nay. Đêm thứ bảy nào chẳng ngồi với anh em lâu. Anh ơi, làm sao để ổn định tâm lý sau khi mất người thân ạ? Em hiện tại vì sức khỏe nên không thể ra ngoài được, cả ngày chỉ ở trong nhà cứ loanh quanh mãi, cả tâm lý sức khỏe đều rất là mệt mỏi, cảm giác tệ quá hả? Mất người thân dù là ở khía cạnh khách quan hay là chủ quan thì cái lẽ thường tình của cuộc sống này là không thể thay đổi được các bạn. Mình biết là nói ra như thế thì các bạn sẽ cảm thấy nó nghe nó không xuôi ấy, nhưng mà là một con người bình thường thì không ai có thể thay thế được cái quyền sinh sát của cái lẽ tự nhiên cả. Thế bạn làm như thế thì nó cũng không thể hiện được cái tình cảm của bạn với người đã mất, và nó chỉ làm cho mọi người cảm thấy khó xử hơn với bạn thôi. Bạn hiểu ý mình đang muốn chia sẻ ở đây không nhỉ? Bạn hình dung ý của mình đang muốn chia sẻ ở đây không? Mình không bảo bạn là không nên như thế, bạn hiểu không? Mà là đồng ý như thế rồi, nhưng mà nó là cái lẽ tự nhiên, các bạn hiểu không? Và đi ngược lại tự nhiên chả để làm gì cả. Dù là yếu tố chủ quan hay khách quan, đau buồn thì ai cũng phải có các bạn ạ. Đấy là, nhưng mà nếu bạn còn làm con người bình thường thì bạn còn phải sống tiếp. Ui, đéo được rồi. Đéo áp 7 được, hết máu rồi, mất 5 máu, đéo áp được các bạn. Áp được mình đã áp rồi. Đéo áp được. Thế là khi mà bạn bị cảm xúc một cách thái quá, ở đây là có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bạn và những người thân xung quanh, thì là bạn đang làm khổ bạn là trước, sau đó là bạn đang gây khó khăn cho cả người thân của bạn. Chỉ là bạn có nhận ra điều đấy hay không thôi. Đấy là lý do tại sao mà có những người, người ta ở trong gia đình người ta phải làm trụ cột về mặt tâm lý là vì thế, chứ không phải là người ta không buồn. Thế nhưng mà ai được phép thoải mái với sự buồn, sự vui của một gia đình, ai thì lại không được. Tôi không biết nữa, nhưng không được rồi, cứu tao. Em là một đứa học giỏi lý thuyết, nhưng mà đi làm em cảm thấy mình chậm chạp ghê. Chính xác rồi các bạn ạ. Những người mà đã học giỏi lý thuyết có nghĩa là học từ người khác thì nó sẽ bị khuôn khổ, dập khuôn. Các bạn hình dung ý mình không? Thế nên là khi mà các bạn đã dập khuôn thì các bạn sẽ có cái sự không nhanh nhạy với những cái sự đổi mới hay là cái nhạy của cái mình từ tiếng Việt đó là gì nhỉ? Khá là cái sự đánh hơi ấy. Tại vì các bạn phải như thế thì các bạn mới là một người học giỏi lý thuyết, các bạn hiểu không? Học giỏi lý thuyết nghĩa là gì? Là học nhớ. Mà đã học nhớ thì cái não của các bạn nó sẽ phải rèn giũa cho cái sự kỷ luật rằng là nó là như thế thì nó phải là như thế. Còn những người nhạy là những người ta giống như là ví dụ này cho các bạn dễ hiểu nhé. Các bạn biết con chó sói không? Và con chó nhà không? Cùng là chó các bạn ạ, cùng ăn thịt, đồng điệu với nhau chưa? Thế nhưng mà con chó sói mỗi một ngày nó ngủ dậy ấy, trong đầu nó phải nghĩ đến là nó sẽ đi săn ở đâu, nó đi săn với ai, nó đi săn cái mùa này. Còn con chó nhà thì nó sẽ nghĩ là làm sao để ông chủ nó vui, cho nó cái miếng cơm. Đã khác nhau rồi, có đúng không? Các bạn hiểu, cùng là giống chó hay là mèo. Các bạn biết là giống mèo thì con mèo rừng, các bạn đã gặp con mèo rừng rồi chưa? Và mèo nhà. Con mèo nhà ấy, nó chỉ chơi với những cái đất ở trong nhà thôi, còn con mèo rừng nó không chơi với cái gì hết. Nó đấm được bạn nó sẽ đấm ạ. Chú Piu ơi, cháu muốn về quê làm cùng gia đình mà người yêu cháu lại muốn ở Hà Nội thì giờ cháu lên như thế nào ạ? Người yêu cháu nó muốn nhiều thứ lắm cháu ạ. Hai đứa mà đã không thể nói chuyện với nhau thì tốt nhất là lên. Người hãy nói hết để anh quay lưng bước đi, thà rằng người đừng níu kéo. Chưa biết thua ở đâu. Top 8 vẫn còn chỗ. Câu bị làm sao? Câu nhìn thế này mà top 8 á? Câu thật sự câu nhìn thế này câu bảo tôi top 8 á? Ôi thôi thảm rồi. Câu nhìn thế này mà câu bảo tôi đánh trận này top 8 á? Ôi thôi hỏng rồi. Chết rồi, như nào? Các bạn nhìn tôi đánh thế này mà còn top 8 á? Ôi thôi. Tôi nói các bạn biết là trận này ấy, Tôi thề các bạn luôn, trận này tôi mà out top nhá, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ đứng tôi nhảy sexy dance trên webcam các bạn xem. Các bạn ơi ngõ, trận này tôi mà chỉ cần dưới top 4 thôi các bạn. Sao bán top 1 như vậy, nói chuyện như thiên thần. Được kìa. Tối này cuối tuần anh em mình phải vui vẻ tí cho nó vui vẻ ấy. Kiểu T-Rex với tao à. Đéo roll này làm gì các bạn không mang trang bị được tăng. Tướng sở hữu trang bị thêm máu hot xa. Tao bị đau ở trong này này. Tao bị đau ở trong này này. Tao bị đau ở trong này này. Chú Piu ơi, cháu muốn đi làm nhưng lại không biết bắt đầu như nào và sợ không làm được, phải làm sao ạ? Trời ơi cháu ơi. Xin rửa bát thì có cái đéo gì mà không làm được. Rửa bát với lại phục vụ bàn còn đéo làm được nữa thì làm được cái gì cho cuộc đời này. Cháu cứ ra quán ăn bảo là cháu xin chỉ được đi làm mà được. Một ngày cô cho cháu ăn 3 bữa. Cháu đây cháu rửa bát vậy phục vụ bàn cho cô. Mà còn đéo làm được phục vụ bạn mấy cái quán kiểu phở vỉa hè nữa thì... Đi khám đi anh, chứ con trai cũng bị ung thư vú được ấy. Thật luôn! Thật chưa? Cái này thật chưa? Tin chuẩn chưa? Không biết thua ở đâu, không biết thua ở đâu. Viewer bảo thua. Viewer bảo yếu. Viewer bảo Piu yếu. Không biết thua ở đâu. Mẹ mà con này tầm này nó bao nhiêu máu nhỉ? Con... Ok không xem được à? Trời ơi, đau ở đâu? Đau ở đây này. Ung thư vú gần như được xem như là một bệnh của phái nữ nhưng ung thư vú cũng có thể ảnh hưởng đến nam giới. Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới mắc ung thư vú là hiếm so với ung thư vú ở nữ. Ung thư vú ở nam giới chiếm 0,5 đến 1% tổng số bệnh nhân ung thư vú. Đéo thể. Vú mình khỏe. Impossible. Impossible, ung thư vú ở Piu Piu không thể. Đừng bao giờ gạ gẫm những cái trò nó là impossible, đéo bao giờ có thể luôn. Đừng gạ gẫm thật. Ai yếu là nhiều khi nó bật. Mùa đấy. Sau có dự định lên đại cao thủ hay thách đấu không? Mình phải hướng đến thách đấu. Chứ cao thủ hoài nhìn chán lắm. Kìa, xong rồi. Nó sáng lên hẳn đấy, bây giờ mới đọc được comment của viewer. Các em ạ. Ui giời ơi. Viewer bảo mình yếu, tưởng ui giời ơi, tôi lại thấy bảo mình ôi. Con mẹ mày điên rồi. Inter hay Man City anh ơi. Tầm này vẫn còn hỏi câu đấy nữa. Chắc chắn phải là Man rồi. Vẫn không nghĩ là Inter lấy cái gì ăn được nhỉ? Không xem bóng đá bằng cảm xúc à? Đi mua cảm xúc à? Ui giời ơi, mãi mới đọc được cái chat của viewer. Nuôi khủng long đi á, để game sau nha anh em ơi. Viewer bảo mình yếu. Cũng may mà vừa nãy không đọc được chứ không thì cũng sợ chết đấy. Có 25.000 thôi các bạn. Hợp lý của nó luôn nhỉ. Cái đéo đang diễn ra thế. Alo. Cái đéo đang diễn ra nhỉ. Từ nhá, hang on nhá. Bắn gớm nhỉ. Bắn địt quá bạn, bắn gớm ấy. Ui. Cũng kinh nhưng đéo ra gì. Kinh thì cũng kinh nhưng đéo ra gì. Anh Piu bữa nay xoa ti lên 1k5 mắt luôn. Tay xoa số 1 Hải Phòng. Xoa ti lúc đéo nào, ngày mai chưa hề xoa ti thế nào nhá. Ngày mai chưa hề nhá, hôm nay lịch sự nhá. Hôm nay lịch sự trên kênh Vái Đá nhá, không hề xoa ti thế nào nhá. Hôm nay lịch sự nhá, ăn mặc lịch sự. Không, tôi cũng tâm sự với anh em câu chuyện như thế này. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ là bây giờ trước khi mà tôi lên sóng bây giờ ấy anh em. Đéo cần eco luôn mà. Không, nhiều khi đây là tâm sự với anh em trên viewer một cách chân thành, anh em suy nghĩ như nào cho tôi nhá. Tôi hỏi thật đấy, nghiêm túc mà. Nhiều khi bây giờ tôi cũng suy nghĩ các bạn. Tôi đến tuổi rồi, tôi có cần phải thay đổi hình ảnh. Mỗi lần tôi lên sóng tôi sẽ phải mặc áo phông, các bạn hiểu không? hoặc là áo kiểu áo dài tay các thứ. Các bạn hình dung ý thôi, là nhìn nó phải lịch sự. What the fuck is this shit man? Điên mẹ với nhau rồi, điên con mẹ với nhau rồi. Ôi fucking hell. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Rồi bán xem biết đâu xem 3 sao phải sao. Ui Timo 4 sao 3 sao đéo no. 3 sao không lo các bạn. Cái quả giấy chùi đít lâu quá. Nhìn từ hôm anh đi SK Elder để đợi có giấy mới dám đi mà lâu quá. Không dễ anh em ạ. Tôi cũng nghĩ đơn giản là nhập giấy về bán cho anh em ấy, nhưng mà pháp luật Việt Nam mình có rất là nhiều cái mình phải làm nếu mà mình muốn làm chuẩn chỉ. Rất nhiều giấy tờ mình cần phải thực hiện, rất là nhiều luôn anh em ạ, thật sự luôn đấy, nó rất là nhiều luôn. Đăng ký với lại Bộ Công Thương rồi thì là phải đi kiểm tra các cái thành phần ở trong giấy, nó phải không gây kích ứng, nó phải đảm bảo không có chất cấm của Việt Nam mình cấm, nó phải đóng thuế xuất nhập khẩu, nó phải rất nhiều khoản anh em ạ. Nếu mà các bạn muốn làm cách đàng hoàng và tử tế kiểu mà mình thì mình không thể làm kiểu ấy được, lỡ có chuyện gì xảy ra cái thì chết mình. Tại vì mình, mọi người biết mình ở đây, biết mình này là đăng ký rất là nhiều thứ, thật lòng luôn, chia sẻ các bạn, chia sẻ thôi thì vui, chia sẻ các bạn cho các bạn dễ hình dung, dễ một tí nào luôn, thật lòng á. Ui giời, cái đéo đang diễn ra ấy nhỉ. Cái đéo đang diễn ra vậy. Ui dồi ôi bạn ơi. Cái đéo đang diễn ra vậy. Cái đéo đang diễn ra vậy. What the fuck. Chú Pew check inbox của cháu đi. Cháu mới gửi chú cái bí kíp sách chọn ấn mùa 9 của Pitover. Cảm ơn Nguyễn Tiến Đạt nhá. Xong livestream mình sẽ check nhá. Tại vì đang ở in lại, đang trong lúc live ấy các bạn, thì phải tôn trọng anh em đang xem đấy anh ạ. Ra đọc bây giờ anh em sẽ bị mất tập trung ấy. Một bắn thôi. Chết người nhà Riot lộ quá. Cảm ơn Việt Khánh nhá, cảm ơn Tiến Đạt, cảm ơn Thành Trần nhá. Thải còn một cái eco đéo hiểu để làm gì luôn. Ok, cắn hết máu. Rồi mày chọc tao chỉ để tao lên mana thôi con ạ. Lại bảo không phải người nhà Rito đi game dễ quá mà. Ôi mẹ, mà trận này thì được chưa? Top 4 không nói nhiều. Trời ơi, đã biết lấy cái gì để đép mình, đã 8 hư không là gì. Bố mẹ 2 bắn thôi bình thiên hạ. Không cho đồ sen anh hơi ly đấy. Ok á, phải cho đồ con này á. Con này nó mới ấy chứ còn con này thì nó ra chiêu xong nó phải đợi một lúc. Nên là Sojin thì phù hợp con này hơn. Con này nó cắn còn lên máu nữa. Con này nó đây này các bạn nhìn chiêu của nó nhá, thằng nó lên, giáp cái này, các bạn thấy không? Nó sẽ không lên mana nữa. Các bạn hiểu ý mình không? Nó sẽ không lên mana nữa. Và phải đợi một lúc cho nó hết cái thời gian giáp này thì nó mới lên mana. Nên là không bao giờ cho Sojin cái con mà nó sẽ không kích được lên mana anh em ạ. Trời ơi bạn ơi, clip. Ôi dồi ôi, cái lobby này thì ui giời, 3 sao này cũng khủng đấy. Rồi, chúng ta cùng test. Tất cả cùng 3 sao, let's go. Let's see. 3 sao đây rồi. Rồi, bây giờ chỉ test cho thằng nào 3 sao thôi mà, chỉ test thôi mà. Bây giờ thì chỉ test thằng nào 3 sao tốt hơn thôi, ngon hơn thôi. Lướt. Bao giờ thì anh mở bán giấy chùi đít á, mình hy vọng là khoảng tháng 8 thì anh sẽ là người nhà Rito hay anh nạp VIP thế? Ác là ác VIP. Mẹ quê quá. Ác thì ác VIP nhưng chỉ để né hàng chờ thôi. Riot không tác động một cái gì vào cái ác này cả. Nghiêm túc. Riot không tác động một cái gì vào cái ác này hết. Tất cả là kỹ năng. Chơi game không, trông tôi thì cũng phải có game này game kia chứ anh em hiểu không? Có những cái lúc nó ra, có những lúc nó không ra, các em hiểu không? Cái này thì thằng nào chả có, nó không có mà. Ai cũng có hết, ai cũng có hết, không phải mình tôi. Ai cũng có cái này hết, không phải một mình tôi, các bạn hiểu không? Nó phải ví dụ như một mình tôi cơ thì nó mới là hết, còn đây là thằng nào cũng có mà. Ôi địt mẹ, nó bị lốc hay nó đi đâu rồi? Ơ, à nó bị ném lên đây các bạn. Có mẹ nó cho quả giáp vào kia. Lên quả giáp vãi lồn giáp này, chết cho đời nhở. Xả thêm lần nữa là bọn này chết mất rồi đâu. Nguyên xả thêm con ride đã hợp lý nhỉ. Đây đây, tao với chúng mày được chưa, nó là nét rồi đấy. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng là làm gì, làm đéo cho mình làm content rồi thằng này, đéo cho mình làm content mà, nhất quyết đéo cho mình làm content mà, nhất quyết đéo cho mình làm content mà.